để anh che cho em hết quãng đường ngày sau nhé. Hai anh em. Ôi. Ra mình muốn đánh teo hơn là đánh rồng anh em ơi. Đánh hắc ám trận lửa, đánh hắc ám xong mình muốn đánh một con teo được không? Chơi một con teo đi. Xong rồi nếu mà thắng thì có thể mình lấy thêm con rồng. Xong mình sẽ cân nhắc đánh cho một trong hai con đó. Bài nếu mà 12 vàng, 14 vàng thì mình mua thêm con rồng. Nhưng mà dưới 14 vàng mình mua thêm... Thôi mình không mua thêm gì đi. Chắc còn con teo được rồi anh em. 14 vàng đi, mình muốn con rồng á. 15 vàng luôn này, xịn xò thật. Rồi hắc ám luôn, có thú luôn. Này nhá. Rồng ở đây nhá. Teo gánh tim nhá. Ok anh em ơi. Này uy tín rồi, tới hai Noman ra này đi về đi, yên tâm. Thêm cái gì được thì thêm, thêm con thú đi. Này đi, thêm con Anduin đi. Bây giờ đánh gì nhỉ anh em? Đếm giây phát đấy. 29, 28, 27, 26, 25. Vuốt ve nhiều đêm trái tim này. Ôi cái gì ấy, thua à? Thua anh em ơi. Không thể tin được. Tin được đi. Thế thì... Ê mà đủ thú rồi mình không muốn bán thì... Thì bán mấy cái này đi nhá. Bán rồng đi. Bán sử con rồng đi anh em ơi. Chấp nhận đi. Accepted. Chơi tạm này nhá, trận này chơi thú đi. Chấp nhận rồi anh em. Chấp nhận thôi, đánh phải chấp nhận thôi. Có liềm mà anh em. Chơi liềm thì ưu tiên đánh thú hơn thôi. Choáng phát. Đau đớn đấy. Vút về nhiều đêm trái tim lay. Thế mình có thể bỏ này lên cho con Phoenix xuống dưới cũng được, nhưng mà thôi hơi yếu. Mình thế hơi ngu. Ok, chẳng có bà gì. Dragon Void. Trận mình đánh thú thì ba con teo rồi luôn, rồi luôn. Teo này ulti phát một em một phát ulti chéo hết chết hết luôn. Có liềm anh em ơi, còn có liềm nữa, mình thắng rồi. Không trách thương nữa, trách thương nữa, rất nhiều lỗi lầm. Hết cổ. Đây một rể suy chuỗi thắng hai ở trận này, thắng mình thắng một trận nữa anh em ơi. May có thương đâu, còn na cót các thứ ấy. Trận này mình thắng một trận nữa nhé, mình sẽ bỏ con này lên đây làm vừa quán thắng trận. Mà lòng đâu có hay. Tại trận này tính nhân ra thú sớm quá nên là mình bị quyết đoán luôn anh em ơi. Chứ bình thường là mình vẫn đang ngồi suy nghĩ xem đánh rồng hay là đánh gì đấy. Trận này rõ ràng này rồi thì chẳng cần nghĩ nữa. Chưa rõ ràng lắm đâu. Ok luôn. Mình cái con này về biết đâu chơi. Thôi đùa không chơi đâu. Mày giữ lại. Mà lâu nào có hay. Trông vẻ cũng chưa có khả năng thắng lắm nhỉ, nhưng mà cứ chơi đi anh em ơi. Xem thế nào, hôm nay có thương. Cho con này xuống dưới nhé. Con này bắn ra đam. Cung thủ mà. Ừ.
À với cả mình mới nhận được mấy deal quảng cáo anh em ơi. Nên là mới sắp tới mà kênh mình biến thành một cái kênh quảng cáo thì anh em cũng đừng bất ngờ nhé. Ua. Yes, xin ba. Không lấy thương thì tiếc. Không lấy thương thì tiếc. Sau này bay đi à? Hơi điên nhỉ? Có QC không? Đang ăn QC bây giờ thì ngon. Floor cũng được, cho con floor bay đi, đi. Chứ ai cho con kia bay đi, cho con kia bay đi mà đi. Mình đi chứ không phải các bạn ấy đi. Cho floor hai đồ luôn nhé. Một phát roll này. Không có gì. Red nộ à? Nakot à? Ê góc này cũng không chéo này cũng không phải quá đẹp. Tạm tạm thôi không phải quá đẹp. Lo ok. Theo ulti một phát xiên em nào. Thề mình kiến tạo một cái góc đẹp như thế cho con teo mà nó không xiên một phát nào. Choáng cái phát, đúng rồi. Chuỗi thua một. Chuỗi thắng chuỗi thua chập chờn nhỉ. Teo này bắn lâu ấy. Tức là bắn một lần bao nhiêu mana mà nó lâu ấy nhỉ? Trăm phát mới thấy ulti. Hai con giòn luôn. Hay lại lại đổi sang đánh cung nhỉ? Ê, ra một đống. Thôi tôi đùa điên. Điên mất anh em. Lo 16 con giòn không biết thèm đánh giòn luôn này. Shiba. Thế mình đổi sang đánh cung cũng được nhỉ? Mà hơi cực. Thương thôi, thương đánh thú đi anh em ơi, thương đánh cung nhức đầu phết. Nhức đầu phết không chơi. Floor xin một phát em ơi, xin đúng rồi. Ok rất ok. Nhiều con Yon nhỉ. Mỗi cái liềm cho con Yon. Anh làm thế nào bây giờ? Tôi biết làm sao bây giờ. Yon cũng được thôi nhưng mà kiểu nó có thương ấy, xong rồi nó không được hợp lý lắm. Tại anh em tưởng tượng em đánh Yon này em phải kẹp lên Q đúng không? Một thương đây Q kia cũng được nhỉ. Thôi tham lam quá anh em ơi, thôi chắc thôi. Con floor là đâu ấy, nó teo thôi này, con yon đi tham lam á. Teo đi một phát em chết Nakot đi. Rồi thế thì mình chết. Em bắn không chết thì anh chết. Phải đi nhiều đam không? 3.000 đam. Đi. Yon. Ok, baby aggressive này. Thôi, tạm biệt em Yon nhá. Anh cứ tham lam em là anh kiểu gì anh cũng đi. Lo. Bây giờ sếp nào nhỉ? Có ai thương không? Mình sẽ để QC ở đây, để cái này ở đây, để cái này ở đây đi. Để QC bên góc bên cánh này. Mấy con thú bên góc cánh kia. Ừ, hay nhá. Chơi vậy nhé. Một là cho Vera bay hoặc là mình có thể nếu mà có à đâu. Nếu mà có Vera 2 thì mình cho con Vera bay cũng được. Tại mình thêm con QC nữa và thêm con Vera nữa là thành ba pháp sư thì cũng là một cái gì đó cân nhắc. Không thì floor cũng khá là khỏe, floor thương cũng khá là ok. Floor đổ đi Felix 2 không, thôi chắc cần thiết QC này thôi anh em ơi, giữ máu là được, không yêu cầu quá là cao. Này teo ulti được luôn rồi. Là ok lắm rồi. Vera. Trong này chắc nhiều tướng rồi, teo ulti của này đẹp đẹp ấy. Đẹp đẹp ấy. Theo nhiều Nakot hơn thì khả năng mình sẽ ulti ngang. Hai con Nakot này. Toàn mấy con Nakot một thôi anh em, toàn mấy con Nakot vẫn quen.
chưa cần đến mức ủi phải choáng đẹp đấy. Trời ơi, không chết thú luôn kìa, thú mình còn đứng nguyên. Quá khó chơi. Cho thôi anh em. Cho teo đi này, cho floor. Thế trận này anh thên nhỉ? Thế trận này có choi có thương rồi thì chắc mình đánh một con thên cũng được. Con thên. Thôi đánh tinh linh cũng được. Đánh tinh linh thì mình cần thêm một cái thẻ thú, hoặc là mình cần thêm một thẻ ma tộc, hoặc một cái thẻ gì đấy, hoặc là một cái thẻ tăng slot tướng. Còn không thì đồ này đánh hai đồ này cho thêm, ba đồ này cho thêm này. Đó là một ý tưởng ấy, làm con thêm ba vào đây bổ cho mấy nhát. Ấy nghe cũng thích phết nhỉ, chết rồi chơi thêm đi. Choáng quả đẹp quá kìa. Nhiều lúc nhá, mình thấy anh em dùng con teo này rất là lợi hại, còn mình cứ dùng con teo này mình cứ thấy nó vô hại kiểu gì ấy, anh em thật luôn, thề biết tại sao mà mình thấy con teo của mình chơi nó cứ vô hại kiểu quái gì. Teo kia bên kia chết này, teo mình chết. Còn anh em khác thì dùng teo rất là hay, mình dùng vô dụng, buồn lắm không biết làm sao. Chắc tại chưa biết cách sử dụng anh em ơi, chưa biết unlock. Để unlock con teo này. Thêm một tướng nữa cho mình thêm con Vera thôi. Floor này đang floor 2 khá là ngon. Narcot 2 này. Nên bắt đầu xoay sang bát đáy không nhỉ? Một con Narcot 2 thôi đúng không? Rồng này. Bế con rồng, Narcot 2 con Narcot này anh em ơi. Choáng con Narcot này phết. Choáng con Narcot này đây. Chơi góc đáy đi. Hay chơi góc trên nhỉ? Ít đáy. Con Zeus, một con mấy con Narcot nhỉ, Narcot phết anh em ơi. Bắt đáy. Phá đáy. Chết con Narcot kia. Chưa chết được. Lo xiên phát nữa. Xiên ba góc luôn. Floor gánh quá Siba. Ây Siba. Floor gánh thật sự luôn ý, thề. Không hiểu kiểu gì. Không hiểu kiểu gì. Bỏ cái quá này luôn. Một. Gặp mấy bạn này, bây giờ mình gặp một con Narcot rồi, khả năng mình không gặp một con Narcot nữa. Hay mình chéo góc này nhỉ. Còn một con Zeus Narcot này, con Narcot quèn. Lại chéo trên đi anh em ơi. Đổi hướng tí. Tỷ lệ ra mấy con ơi này dạng Narcot 2 kìa. Hôm sau bế con rồng Narcot 2 thì nó ra đam đấy. Rồi luôn, con Narcot 2 là cái chết của mình luôn anh em ơi. Bạn ăn nếm liềm trong kia đấy. Hai con thú mình bên này không chết luôn này. Tôi giờ bắt đầu phải xoay đổi linh hoạt hơn thôi. Chơi những cái trò bật thỉu thôi nữa. Quy biết đâu đấy, thôi đùa đấy. Ấy con phải mua. Vera. Mua Vera làm quái thì mất sừ vàng rồi. Rồi này nhé. Để Vera ra góc này như không ai có thương. Không ai có thương thật. Không ai có cái thương nào. À một cái thương bên này. Ê bắt đầu đổi góc rồi anh em ơi. Này ra này đây nhá. Mình sẽ để con floor mình ở đáy này thôi. Thên à, chắc này bị thên à. Đồ kiểu gì này. Đồ này buồn cười à ta. Ê, có một bạn để thương bên kia đúng không? Khả năng mình bắt góc bên đấy được nhỉ. Mình bắt góc bên đấy kiểu đây này. Bạn để thương bên này đúng không? Đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Đây này. Đáy bên này đúng không? Thế mình cho bạn ấy bế đáy bên này lên nhá. Xong rồi mình bắt ở đây nhá. Bế đáy bên này lên. QC ở đây. Này thôi. Bế đáy bên này lên. Floor ở đây. QC ở kia. Vera kia. Đó, hôm nay mình sẽ bắt được cả thương kia, bắt được cả Narcot.
bắt được Narcot không ta? Một con Narcot giữa, hai con Narcot giữa. Ừ, Narcot bắt được. Mấy ba con Narcot giữa mà. Bạn này mình bế được con, xin được con Floor, à xin được con Teo. Ê, chì bà. Xảy đơn giản. Floor xin được phát nữa, đúng rồi. Thế thôi là hết đam rồi, làm gì còn đam nữa. Ờ, chưa cho con Crest rồi đâu ấy. Chứ mình chưa dùng 100% sức mạnh của ta đâu đấy. Ta còn chưa dùng đến 100% sức mạnh đâu. Con Crest nữa. Ra chứng nhận pháo thủ. Mình phải ra nhé. Mình muốn giữ một đầu thủ cho con Teo cho nó yên tâm anh em. Maloco. Teo à? Hay trận này đánh Teo được không nhỉ? Trận này có sách thánh thì cho Von Cat thôi. Ba đồ cho Von Cat. Thương. Thương ma tộc cũng chả đánh Teo đâu anh em ơi. Nhưng mà đánh để Teo để giữ máu cũng được. Bây giờ cứ đánh cái này thôi. QC, Ulti luôn, Floor cũng đang khá là gánh. Cứ để cái này cho anh em. Floor này xin Von Cat này chết luôn này. Bye bye em. Chết rồi con Narcot súng của Ulti phát chết hết luôn kìa. Ảo thật sự anh em ơi. Narcot ba đồ. Má không làm gì được luôn kìa. Cay thật đấy. Ờ, đây em Teo 2 cho yên tâm. Không chơi Narcot đâu. Mới chơi Narcot xong. Mình này thử nghiệm một cái trò mới. Mà đồ cái floor nó ngon nhỉ. 18.000 đam. Rồi luôn, thôi. Bye bye. Em đã cống hiến rất nhiều cho cuộc đời. Nhưng mà chỉ nên cống hiến như thế thôi. Cống hiến nhiều quá anh cũng không thích đâu. Còn Teo lên góc này được rồi. QC cứ giữ lại nhé. QC sử bán xử đi. Rồi luôn, con Thane kia làm sao mà giết con Thane này bây giờ. Mà lúc làm gì đi em. Đến lúc em phải làm gì rồi đấy. Ờ, mình có thể bỏ con Teo đi, mình cho thêm hai con thú nữa vào cho yên tâm anh em. Từ này thú cũng chưa đủ. Mình bỏ con ốp bỏ con Teo đi cũng không đủ tướng, phải lên chắc phải lên thôi. Bỏ con Teo đi phải bỏ con QC nữa, bỏ con QC này thì có mà chết rồi. Không cho 6 thú lên được. 5 thú thì được. 5 thú làm gì trong khi mình có Teo. Thôi Teo đi. Bế góc, bế góc. Rồi luôn, một con Floor xiên luôn nữa. Điền thế. Malok nhảy. Này, Teo này. Chôn quả đẹp đấy. Chôn quả 10 điểm luôn, không chết con Teo của mình luôn. Malok nhảy một phát nữa luôn, ok. Rồi, con cát ăn choáng. Teo ulti thì... À đâu, không phải con cát ăn choáng mà Teo ăn choáng. Teo ăn choáng à? Ai choáng tao? Ai choáng tao hả con lợn này? Bắn nó đi. Bắn nó đi, đúng rồi anh em ơi. Đứng dậy bắn phát chết luôn. Chết luôn. Chết luôn. Ấy bắt đầu mình khả năng mình biết cách sử dụng con Teo này rồi chăng? Có lẽ nào. Ê, nhiều lúc mình thấy con Teo này cũng rất là điên nhá. Thích thế. Rất là điên đấy. Hay mình dưới chơi Teo nhỉ? Chơi Teo, thương, Chrissy. Phải thêm một shot tướng à? Đánh thêm nó hơn nhỉ? Chắc là đánh thêm thôi. Tại hai cái đồ này, ba đồ này cho con Malok cũng không phải là quá hợp đâu. Cũng hợp. Nhưng mà cho thêm thì nó vẫn là một cái tầm gì đó, nó hợp lý hơn nhiều. Cái thương có thể thay bằng cả cái huân chương hải thần cũng được. Huân chương hải thần cho con thêm cũng điên. Đồ này cũng chơi được thôi. Chơi được thôi. Khả năng mình có muốn để Malok ra giữa không? Thế này không? Ui dồi ôi, lại còn thế này nữa. Rồi luôn. Ai chơi?
Red ra đây, Phoenix ra đây, liềm mà, liềm thêm cái liềm nữa đi cho con Vera này đi. Thế thì cái này ném tạm cho con Red tạm, không biết ném cho ai. Red 2, ok. Đây là uy tín rồi. Này hai này chắc bán đi, cũng chả dùng nữa. Đây là uy tín rồi. Một cái thương bạn nào bắt đáy bên kia, à đổi sang đáy bên này à, hai bạn đáy sang đáy bên này. Thì mình lại đổi sang cái này thôi. Bắt đáy bên này thì mình bắt đáy bên này. Mà lốc chắc vẫn chơi được thôi. Nhảy phát. Chết. Không chết ai cả. Rồi luôn, vẫn thua ạ. Tèo mình đần quá. Shiba con tèo đần này. Hash. Lên QC2 được nhưng mà mình thấy mình không lên cái lên bởi vì nó tốn tiền. Mà tí nữa lên thì mình suy nghĩ thôi. Chứ không được lên lắm. Truy hồn đi. Chưa có truy hồn. Thế thì em tạm cái này xong cho con QC vậy. Sau nữa mình lên. Em tạm này cho QC này cho teo nhá. Cái liềm đủ sống nhỉ. Chẳng cho nó liềm nữa chứ chẳng biết cho nó cái gì nữa. Ok, bây giờ mình gặp Nagot này, chắc mình sẽ ulti được con Nagot này. Mình con Nagot này chắc ulti được hết thôi. Vong cát này ulti được không? Choáng hết anh em ơi, choáng hết. Choáng hết, mặc dù nó có choi. Nhưng mà mình có truy hồn. Bắn gì không chết nó vậy, vong cát này điên quá vậy. Anh em làm gì con cát này đi, không mình không chơi được con cát này đâu anh em ơi. Rồi luôn, mình thua rồi. Ôi, thua xử luôn đấy chứ. Shiba. Chắc là cần con cát anh em ơi. Cần con cát rồi. Đến lúc rồi. Vào fucking time. Lên luôn à. Lên luôn à, chết tiệt. Đến lúc phải lên luôn rồi. Đi tìm con cát nào. Đến giờ đi tìm con cát rồi. Này nó có thể chui được xuống nhỉ? Hơi lo, hơi đề này. Đến giờ tìm phong cát anh em ơi, QC cũng được cho tạm QC và không chết vẫn. Bắt thua anh em. Mấy bốn máu chắc chưa thua đâu. Mong là chưa thua. Cót của chúng tôi này. Ừ, mình để có con Crest này, con Cư Cót này ở đây nó sẽ đứng đây đánh thử luôn chứ nó không để chỗ cho con Nagot mình anh em ơi. Để cái này ra chỗ khác, để cái này lên trên, Cư Cót lên trên. Và đấy hơi lỗi. Để hai teo này bắn góc kia là ok rồi. Mình thấy thêm một con phù thủy, mà thêm phù thủy thì mình thêm con cát. Rất nhiều vấn đề. Ai Shiba. Bao giờ mình đi Vera. Thế thì mình sẽ cho con này ra đây nhá. Đến lúc mình chơi cái kiểu này rồi. Thế này von cát sách thánh. Cho von cát này. Choi cho von cát này. Cái liềm của con QC cho con von cát này. Cái này cho con này. Và cái này cho con này. Tạm thời thì đã. Cắt ba đồ, ok, mà lốc không nhảy được vì nó không có cái choi. Con cát mình ăn choáng luôn rồi, không bằng giá. Vấn đề nan giải thật sự. Ôi, thôi con cát chơi được, mày thế. Mày ở đây con cát chơi được không? Mày không con cát không chơi được mà là mình đi. Mình chỉ có đường mà đi thôi anh em ấy. Không còn cái si giữ lại nhá, để phòng mình ra cái ấy. Ra cái ấy anh em. Thôi bán đi. Chờ tí nhưng mà thôi ra ma lốc nữa thì thôi. Ra cái tăng sót tướng. Tăng sót tướng. Bây giờ mình muốn làm gì nữa? Mình muốn một cái thương này. Một cái thương bắt đáy bên này này. Con cát bắt đáy bên này. Mình sẽ né bọn con cát này ra. Và con cát bên này nữa. Con cát bên này là mình sẽ sử dụng con cát bên này trước anh em. Rồng. Ok nhá. Mình sẽ sử dụng con cát bên này trước thì mình sẽ đổi sang góc bên này.
Chưa đổi xong đâu nhưng mà sẽ đổi. Đồ hơi dị tí nhở. Ma lốc cái này không nhảy ở đâu anh em ơi. Ma lốc này không có mana. Cái này mình sẽ ném cho Vera tạm đi. Này cho Vera đi. Cái trong Crest cũng được, cái này trong Crest cũng được, cái này trong Teo cũng được. Teo liềm tốc đánh với cả truy hồn à. Không yên tâm lắm nhỉ. Sao rồi đồ lại tăng sót tướng lại mất một QC của tôi rồi. QC thôi đâu. Rồi luôn góc này đúng không? Bây giờ mình cho Lily vào đây. Trông chả yên tâm quá ấy. Này đi. Thử cho này vào nhá. Cùng tiền môn. Teo phải chắc bỏ. Teo một QC anh em ơi có thên kìa. Bây giờ thì thên thiết gì nữa. Bây giờ một góc kia đúng không? Một con cát này nó còn sống qua châu quá nhỉ. Mình cho con cho ma lốc đứng lại. Này đấy là con thên này ra bổ góc xấu xấu tí anh em ơi. Góc đấy là xấu rồi. Ờ góc này còn xấu nữa, tuyệt vời 10 điểm. Bổ góc đúng 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 góc mình cần luôn anh em ơi. 10 điểm thật sự. Đúng góc mình cần. Teo bản điên đấy. Ủa Shiba con teo bản điên đấy. À xong rồi không? 11 tướng rồi không? Bán hai này đi nhé. Thêm tí tiền. Thế này chắc chắc thôi, chắc thêm Chrissy thôi. Lily. Đồ gì sách thánh để cho được. Choi thì cho con kia, cái này cho con Vera tạm đi đã này. Để cho con Vera cái này tốc đánh thì cứ để cho con Teo này cũng bắn nó cũng điên. Cho con Teo đi. Không cần Teo nữa đâu, mình cần một con Maluk 3. Mình có mỗi một bạn thôi không? Cắt 2, ê có QC. Cho QC cho nó ulti luôn nhé. Bây giờ mình muốn chơi nào? Chơi Nakot này đúng không? Thêm góc này. Cho bạn ấy đi ra đây. Rồi Nakot xuống đây. Thề luôn Nakot ra giữa. Rồi luôn, một phát ăn 4 thằng. Von Cat nhảy được. Rồng chấp nhẹ con rồng đi. Von Cat mình nhảy được một phát nữa. Ok, chấp nhẹ con rồng. Ma lốc còn sống. Chập nhẹ con rồng đi các bạn ơi. Lily này bỏ nhá. Mình có con Teo mình không thắng luôn. À đấy đơn giản vậy thôi. Anh cứ làm Teo nhá. À, thì video mình đến đây cũng kết thúc rồi. Nếu các bạn thích kênh thì hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới những cái góp ý các bạn thể giúp mình phát triển kênh. Vậy thôi. Bye bye.